Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Phong thái và hàm quan. Có một chú học trò nghèo ở một làng quê xa. Chú bé nghèo nhưng hiếu học, được cha mẹ gửi tới một thầy đồ để học chữ nghĩa, đằng sau này có thể thi cử và đỗ đạt thành người. Thời ấy, số người biết chữ là hiếm, việc học hành rất khó khăn. Chỉ các gia đình có điều kiện mới có thể nuôi con cái của mình ăn học. Tuy nhiên, vì thấy cậu bé chăm chỉ, lại sáng dạ, nên thầy đồ đồng ý nhận với thù lao tượng trưng. Cha mẹ cậu bé thấy thế thì mừng vui hoan hỷ lắm, chẳng biết lấy gì cảm ơn thầy ngoài các nông sản mình làm ra. Họ mang đến nhà thầy, thập thò mãi ngoài ngõ. Dạ thưa thầy, chúng tôi muốn đến vấn an và thăm thầy ạ. Xin mời vào, sao anh chị còn đứng mãi bên ngoài thế? Bạch thầy, chúng tôi nghèo khó, chẳng biết lấy gì báo đáp công ơn đã nhận cháu vào lớp học. Có chút quà mọn, mong thầy nhận cho. Anh chị đừng đa lễ, những món này là sản phẩm quý giá của lao động, chứ không phải quà mọn đâu. Tôi cũng cảm ơn anh chị, nhờ thế mà tôi có thêm người học trò tốt. Cháu là cậu bé hiếu học và ngoan. Cha mẹ cậu học trò vui mừng khôn tả, cư xử của thầy giáo càng khiến họ cảm phục và yên tâm hơn. Họ xoa đầu cậu bé con rồi nói: ở lại học hành ngoan và nghe lời thầy, cha mẹ về nhà đây. Nói rồi hai vợ chồng người nông dân chào tạm biệt thầy giáo ra về. Hàng tháng họ lại gánh gạo, khoai đến để cho con ăn học và biếu thầy những nông sản của nhà làm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu bé và các bạn hàng ngày học hành dưới sự chỉ dẫn của thầy đồ. Cậu bé tí xíu đã lớn thành một chú bé thiếu niên khôi ngô khác hẳn mấy năm trước. Tuy vậy, cậu bé thông minh vốn láo lĩnh, lại hay nghịch nên thầy đồ luôn phải để mắt tới và rèn rũa nhiều hơn. Một bữa, trên huyện có phiên chợ chính, nghe nói có đoàn mãi võ bán thuốc rong về biểu diễn. Cậu bé chưa bao giờ được đi phố huyện, chưa biết chợ phiên là như thế nào nên háo hức ra mặt. Thưa thầy, con muốn xin phép thầy được lên phố huyện chơi, gánh xiếc này mấy năm mới xuất hiện ở đây. Phố huyện là nơi đông đúc, nhất lại đúng hôm chợ phiên. Trò phải hết sức để ý giữ mình, kẻo mắc chuyện đa sự vào thân. Cậu học trò thấy thầy nói thế thì gật đầu vội vã mà chẳng biết giữ mình và những chuyện phức tạp rắc rối là những chuyện gì. Cậu cảm ơn thầy rồi vội vã chạy đi. Cậu học trò lên phố huyện chơi, thấy đông người, hàng quán đông đúc, nhiều đồ chơi, nhiều người ăn mặc đẹp đẽ thì lấy làm thích thú lắm. Xem mãi võ, biểu diễn xiết xong, cậu còn đi khắp chợ, chỗ nào cũng thò vào, xem, ngó nghiêng. Bắt lấy kẻ ăn trộm, bắt lấy nó. Cậu học trò ngơ ngác, sợ hãi khi thấy đoàn người rầm rầm lao tới. Cậu quay người định chạy thì bị họ bắt lại, giải vào công đường gặp quan. Quan tra hỏi hồi lâu, biết cậu là học trò, lại thử vài câu đố thấy đều trả lời được ngay. Trên người lại chẳng có gì ngoài một đồng bạc lẻ thầy cho đi đường, thì mới cất tiếng. Kẻ này đúng là học trò, lại không có gì trên người, nên chắc không phải tên ăn trộm. Ta tha. Đội ơn quan lớn. Cậu học trò run lẩy bẩy cúi lại quan trên rồi quay gót ra về. Cậu chạy thẳng một mạch về nhà rồi kể lại toàn bộ sự tình với thầy và bạn bè đồng môn để chia sẻ nỗi hàm quan. Trò nằm sấp, duỗi thẳng hai chân hai tay. Các trò có biết vì sao ta lại phạt không? Thưa thầy, các trò không biết ạ. Giữa phiên chợ đông đúc đủ các hạng người, kẻ trộm lấy đồ chạy đi, người ta không nghi cho ai mà bắt mỗi mình trò. Hẳn là trò đã nghịch ngợm, ngó nghiêng, phong thái không đàng hoàng, đúng chứ? Các học trò ứa ra, nghe thì cũng có vẻ hợp lý, nhưng cậu học trò bị hàm quan vẫn hậm hực, lý nhí. Thưa thầy, thầy đã dạy tụi con là không nên đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài. Nhiều người sang trọng nhưng có khi lại là kẻ trộm thì sao? Đúng là vẻ bề ngoài không phải tất cả.
nhưng chúng ta phải sống, cư xử cho thật đúng đắn, nghiêm túc. Dù nghèo đói, giữ quần áo sạch sẽ tinh tươm, dù ăn một củ khoai cũng ngồi ngay ngắn phong thái đường hoàng. Và dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa, cũng bình tĩnh đối mặt, ứng xử trong văn minh và hiểu biết.